Kể từ đầu tháng 2 năm 2017 sắp tới, thì Việt Nam sẽ thực hiện thí điểm việc cấp thị thực điện tử hay còn gọi là visa điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn 2 năm. Đây là nội dung nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua vào sáng ngày hôm nay. Việc thí điểm cấp visa điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện sau, có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của Việt Nam, không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội của Việt Nam. Chính phủ sẽ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp visa điện tử, danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Việc thí điểm cấp visa điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng quy định cấp visa điện tử trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, du lịch, tìm hiểu cơ hội đầu tư, giúp công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh được nhanh chóng. Tuy nhiên, do việc cấp thị thực điện tử chưa được quy định trong luật xuất nhập cảnh, do vậy, để tạo cơ sở pháp lý, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện thế điểm chủ trương này là cần thiết.